Hello, chào bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay lại đi vòng vòng liên quan tới vài hồ cá với lại giao hàng các bạn. Đây các bạn thấy bữa nay thấy mình tới nó lao ghê không? Đó, nên nhiều khi các bạn cứ lo nó nhát thì các bạn đừng có sợ, các bạn tập nó dễ lắm. Cứ mỗi lần các bạn xuất hiện bỏ vài hộp cám thôi, đừng có cho nhiều là nó sẽ dạng à. Nhưng mà cái này mình đang thúc sai á, mình đang thúc cho mấy con cá nó lớn lên mình cho ăn nhiều lắm. À, cá Nhật á thì mình cho ăn cám aqua trộn với cám Nhật đi curry. Còn bên này cá Việt á thì mình cho ăn cám Stella các bạn. Rồi anh có chăm men vi sinh gì không? Chăm, lâu lâu chăm thôi. Cái vi sinh nước đúng không? 7-8 tháng không vệ sinh luôn. Rồi anh có kiểm tra cái ô chổi không? Ô chổi rồi chi mát với lại san hô. Là không thấy phần đâu hết hả hay sao? À, chứ nói chung là nó ở cái ngăn lắng mà em biết nó khi ngoài nó thành một lớp bùn rồi, tự nó chuyển hóa nó thành một lớp bùn nó lắng dễ luôn. Lớp dày luôn à. Nhưng nếu mà mình không đụng chạm đến nó, tại vì khi cái hút đáy anh đưa lên cạn à, làm nó không bị xáo trộn gì hết á. À, nó không bị trộn ở đó. Rồi cái anh làm lại cái lọc đó, tại vì cái sứ thanh cũng tốt rồi. Yeah. Có được cái san hô nó là thấy ổn rồi thôi, đẹp chứ động luôn. Ủa để lâu luôn, lỡ nhiễm khuẩn gì sao ta? Em thấy phân để lâu đó nguy hiểm chứ. Nước trong veo luôn. Nó tự nhiên vậy, cứ để. Ủa mà anh hay đánh rận lắm không? Cái hút rận đó đánh. Đánh hồ khác hả? Hồ nhà em ở trên kia. Rận có hôm mà nó bắt con cá lên nó quay rận khủng khiếp. Dạ. Hồ nhà hợp á. Biết hồ nhà nó có cái nguồn con rận ở đâu ra? Em bữa tưởng anh lấy thuốc rận nhiều khi cái bữa anh nói nước trong á làm nước rận trong em đánh nước đục, em đánh rận xong nước cầm nước khoảng tiếng sau nước nó trong khe luôn này, trong như nước suối á. Cái này sao cũng có nhiều người họ đánh sao mà cá nó nuốt hay sao nó nhảy đập đầu gì tùm lum. Bữa giờ 2-3 người rồi. Anh đánh anh đổ thẳng vào cái hút mặt, khi anh đánh vào hút mặt á là nó vào trong tự nó trộn trong hệ lọc trong cái bơm ra. Nó bơm ra như vậy, bơm lên thác thì khi nó cái thác nó đổ xuống bên kia thì có thể nó trộn hóa chất cái bọt y như bọt xà bông, nó kéo thành một lớp bọt từ trên nó xuống đến đây luôn. Nó đổ thẳng vào hồ thì anh không biết. Hình như đổ vô hồ luôn, cái chất đó nó kẹo cá nó đớp luôn thì sao? Cá nó đớp luôn thì nhiều khi nó chết. Đớp chết luôn. Nó tạo ra cái bọt á, nó có thể nó biết cái mang nó chịu. Chứ còn cái này anh cứ bỏ vào trong. Cái này gần như chả chăm bón gì hết, kệ nó. Đi làm suốt ngày có thời gian đâu mà chăm. Ủa nay đang làm công trình đâu anh? Em làm ngay đất đó. Cái này hồ quá trời luôn mà không biết giao trai á. Con chăm nó nên hôm nọ có con nó buồn quá, nó nhảy ra ngoài tự tử. Bữa sáng dậy nằm bên con ấy bực. Lâu lâu nó cũng phải ấy à. Các bạn đang đi ghé ảnh chơi, cái ảnh kêu đi qua đây chơi với ảnh. Đi qua đây coi có gì không. Chỗ này đang thiết kế không gian. Ê, mình thấy có hồ các bạn ơi. mình đi đâu mình thấy hồ hiếp rồi mình khoái lắm. Ồ đẹp quá ta. Ủa đây từng căn một hả? Mở tắm đây không? Được vào đây em ơi.
riêng chủ đầu tư luôn. Ủa, à hồ này hồ bơi. Hồ này đang ngâm nước, đang cát. À, chơi hàng rào bằng cây xanh đúng không anh? Ủa, bữa cái lọc hồ bên làm như hồ cá luôn hả? Hay sao? Quá. Quá, có cái hồ hồ cá nè. Hồ này anh làm để nuôi cá coi luôn hả? Quá. Đá cổ thạch nè. Đá cổ thạch là cái đá nào? À đây hả? Quá. Chiều nay thả cá rồi hả anh? Ủa lọc anh làm ở đâu? Ở dưới cái nắp đó hả? À cái chỗ đó anh làm cái cầu đi lên. Quá wow, đẹp quá. Nuôi chục con nhiều quá. Nuôi cỡ 5-6 con thôi. Ủa anh làm được mấy hồ rồi? Làm bên này nữa. Đây là một căn này. Ủa ngang các căn bên kia khác to hơn hả anh? Căn này là có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Ủa ở sau có cái hồ nữa. Ao cá nuôi nè, vườn rau. Wow. Bắt một cái dàn, dàn bầu bí mướp gì đó để ao cá nuôi. Wow, có lý quá trời. Có cái dừa nữa không? Cái chỗ này trong này yên tĩnh, nghỉ dưỡng đồ có lý nè, mát. Cái này là nó tự nhiên vậy hay anh làm lại? Cái này làm chứ. À, anh làm bộ lót bạc ở dưới hả? Để HDPE lên. Áp thử rồi. Chả mất tí nước nè, dưới đã nện đất rất là cứng. Nếu mà anh trải cái kia thì sao mất, mất chắc mất không nổi đâu. Những cái này đó từ từ nó bò vào, khi nó bò lên thì mình sẽ cắt ra. À anh cắt cho bằng lại hả? Ừ, cắt cho bằng lại, ở ngoài nó bắt đầu sen súng nó lên là vừa. Dạ. Yeah. Kéo cái rau này vào, rau muống chỉ cho bò sát cạnh thôi, rồi rau đắng mấy thứ nữa. Anh nói bỏ cái cá thịt xuống đây hả? Ừ, đây là ao cá nuôi để ăn. Nuôi cá lóc, cá chê. À, nuôi cá để ăn luôn hả? Ừ, đây là ao cá để ăn. Này về đất dài không anh? Dài chứ không? 65 mét hả? Ừ. Rồi ngang bao nhiêu anh? Ngang 7 mét. Có 100 thổ cư. À ngang 7 mét, 100 thổ cư. Ồ ở ngoài gắn. Ủa cái chỗ này có cái phòng nữa hay sao mà gắn cái quạt anh? Đây là cái sảnh em. Sảnh nó thông với bếp. Đây gọi là sảnh đa năng. Em trà, lá, cà phê này. À mai mốt làm bằng trà hay cà phê gì ok hết. Mưa nè. Wow. Ở phòng trước có cái tấm kính xuyên qua bên kia đẹp mọi người. À, cái này cũng đẹp nữa nè. Mình quay cho các bạn xem có gì mà xây nhà hay gì đó. Làm theo. Wow. Đây chỗ này gắn cái rèm nữa thì ở đây có một cái cửa nữa. Vâng anh. Có cái hồ bơi đã các bạn. Ừ, hồ bơi thiết kế khác nhau hết ha. Thiết kế không có căn nào cũng khác nhau hết. Đây là một căn này thì VIP. Căn này lấy ngang 14 được và chỉ có mát thôi, nên đường ngang 14. À bên này cũng vậy luôn. Và wow, có mấy cái dừa nữa kìa. Em để ý. Trong bên này hồ coi bự không? À hồ coi bên này bự hơn. Chỗ này làm dàn treo hả anh? À, đây là dàn treo, một dàn lan hay gì đó. Đây mấy cái thông này, mấy cái chín Đà Lạt về đây. Gì? Đem từ Đà Lạt về hả? Rồi, chút xíu vậy hả? Trông lớn mà. À, đây cái hồ cá nè các bạn. Hồ cá coi nè. Cái lọc này dở được không anh? Trọng dở cái lọc này hả?
Cái lọc nó đậy bằng nắp gì vậy? Đó. Nặng dữ vậy hả? Nặng và chắc luôn hả? Có cây kia, cây kia gọi là cái gì anh? Cây tùng hả? Vạn niên tùng. Wow. Cái này là 14 mét ha anh? Này 14 mét không, nhưng mà nó hình chữ L. À, cái khúc trước có nhỏ lại. Còn bơi bữa giờ có à đang vận hành luôn anh. Bơi rồi. Bơi rồi luôn hả? Anh Thịnh coi thử. À, cái chỗ kia anh làm cái hút lửng đó hả? Hút mặt. Anh có làm luồng không? Ba luồng nè. Luồng ở đâu ta? Đây một luồng, kia hai luồng. Đấy hả? À à à. Còn chưa gắn cái mắt cả nước nữa. Còn à, gắn cái mắt vô nữa hả? Đây, bật nước. Bật nước rồi các bạn. Còn được mấy khối anh? Cái hút mặt này. À. À dạ. Giờ hàng rào cắt tỉa đi, xong rồi mấy cái resort hồ cốc hồ tràm nó hay làm đó. Cắt cho nó bằng hoàng hết hả? Đợi nó. Đất của anh kia nó nhỏ lại ha anh. Cái đó sao nó, cái đó hình như nó bị nghiêng ống rồi á. Méo rồi. Cây này cái gì anh? Ngoạ tùng. Trồng mấy cây nhỏ nhỏ xung quanh này đẹp ghê. Cái này lọc anh làm giống như ở nhà mình đó hả? Luồng ở đâu anh? Có luồng không? Thác không hả? Này anh dùng hút đáy 90 hả? Hút mặt 60. Xài bơm mấy anh? 25 hả? Có rác ở dưới kìa. Lá. Có cái cốc đó, cái gì đó, cái đó gọi là cái gì anh ha? Cái đèn đá đẹp ha, có đó, cái đèn đó mình gắn điện được không? Đó mà gắn cái điện, đóng đèn màu vàng này. Dạ. Ủa khi nào mình mở bán mấy cái lô vậy anh? Bắt đầu mở bán rồi. Mở bán hả? Đây là mình đã có hai căn nhà mẫu rồi. À. Cái này đang vận hành, căn kia đang làm nội thất rồi. Căn bên cạnh đang làm, chuẩn bị làm nội thất. Là trong này là mình phải bỏ nội thất rồi hết luôn hả? Mình không cho nội thất. À. Cái căn bên đó là có người mua rồi. À, căn đó có người mua rồi hả? Có người mua rồi, căn này có người mua luôn rồi. À. Chưa ở thôi. Ví dụ như nếu mấy cái căn này nó khác nhau vậy giá làm sao? Tính theo mét vuông. À, tính theo mét vuông hả? Năm, tính ra nếu mà mét vuông hoàn thiện bao gồm tất cả những cái như thế này thì 5 triệu mét vuông. 5 triệu mét vuông. Ví dụ cái căn bên kia là nhiêu? À, ví dụ như căn bên đó nó tới khoảng 2 tỷ 250. 2 tỷ 250 là đã bao gồm hết này hết. Hệ thống camera an ninh, hệ thống camera là 4 mắt camera. Nhìn bên kia thấy không? Dạ. An ninh cả 4 camera, hệ thống tư sáng tự động. Các bạn đi ghé tham quan qua anh chơi với anh này xíu. Cái lô đất này ở trong cách biển Bà Tô ấy, bọn cách biển Hồ Tràm 30 km các bạn, ở ngay thuộc ngay đất đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Anh với chị chú gì có ở xa xa cũng muốn làm căn thứ hai để nuôi coi hay nghỉ dưỡng, lâu lâu chơi về chơi hay gì á, thì làm một căn như vậy cho nó đẹp. À, nuôi cá đồ lâu lâu rồi chị Nhật nghỉ dưỡng đồ cũng rất là ok. Thôi hôm nay mình quay tới đây thôi. Rồi bây giờ mình đi về, đã nắng rồi. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye.